Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin truy cùng diệt tận thủ tướng, Tổng Trọng cẩn thận gậy ông đập lưng ông. Giới phân tích trong và ngoài nước luôn khẳng định công cuộc đốt lò nhân danh chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với bản chất là một cuộc thanh trừng phe nhóm để loại bỏ các nhân vật cộng cán của các phe nhóm chính trị trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước năm 2003, ông Đinh La Thăng chỉ làm cán bộ đoàn ở Tổng Công ty Sông Đà, xong lại được sự nâng đỡ của Trần Đại Quang, kẻ đứng đầu nhóm chính trị Hà Nam, Ba Dũng và họ Đinh lần lượt trải qua các vị trí ho ra bạc, khạc ra tiền như Tập đoàn Dầu khí PVN, Bộ Giao thông Vận tải v.v. Sự giàu có nhờ vơ vét tài sản quốc gia của Đinh La Thăng và phương châm chính trị của Trần Đại Quang khi đó được cho là tham nhũng rồi dùng tiền để mua chức theo một quy trình vòng xoáy chôn ốc, tức chức sau cao hơn chức trước. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 vào tháng 1 năm 2021. Tới mức tại Hội nghị Trung ương khóa 14 của Đại hội 11, Hội nghị Trung ương cuối để chốt nhân sự chủ chốt cho Đại hội 12. Thời điểm đó tin cho biết Đinh La Thăng mang cả bao lớn tới phong bì dày cộp tiền đô la để phát công khai cho các trung ương ủy viên để mua vé vào Bộ Chính trị khóa 12. Tổng Bí thư Trọng ghi lại những hành động này và quyết định phải diệt Đinh La Thăng cho bằng được vì công việc này. Tuy nhiên, hành động tấn công trực diện vào Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, lại thể hiện sự thô bạo của một kẻ võ biển. Và điều đó không những không thuyết phục được dư luận mà còn khẳng định được vững chắc hơn nhận định rằng Tổng Trọng chống tham nhũng thì ít mà chủ yếu là loại bỏ kẻ thù. Kể từ tháng 4 năm 2019, sau sự cố Kiên Giang, ông Nguyễn Phú Trọng luôn được các cố vấn Trung Quốc theo sát và tham mưu. Trong vỏ bọc là các bác sĩ chăm sóc sức khỏe của đảng bạn cử sang Hà Nội. Các cố vấn của bạn liên tục điều chỉnh các quyết định của ông Trọng cho phù hợp với tình hình cụ thể. Theo nhà bình luận, giáo sư Sergey Abusa thuộc Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ có trụ sở tại Washington DC. Trong bài viết mới nhất với tiêu đề "Chuyện gì đằng sau vụ án tham nhũng mới nhất ở Hà Nội" đã đưa ra một tiết lộ rất quan trọng, đó là chiến dịch chống tham nhũng dường như không còn tập trung vào các quan chức cấp cao, mà thay vào đó là người được bảo trợ, gia đình và đối tác làm ăn của họ. Đây quả thực là một phát hiện rất mới. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Điều vừa kể của giáo sư Saija Abusa đã giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ lý do tại sao trong vụ án chuyến bay giải cứu, Bộ Công an đã truy tố Nguyễn Quang Linh là trợ lý của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và trong vụ án Việt Á đã truy tố Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm, từ đó loại bỏ hai Phó Thủ tướng này ra khỏi vũ đài chính trị. Rồi sau đó lấy lý do phải chịu trách nhiệm chính trị do để hai Phó Thủ tướng cấp dưới là ông Minh và ông Đam phạm sai lầm. Tổng Trọng đã tạo sức ép buộc cựu Thủ tướng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phải từ chức. Cách làm này không chỉ giúp ông Trọng một mũi tên trúng hai đích và quan trọng vừa loại bỏ được hai nhân vật kỹ trị Tây học, được đào tạo bài bản ở phương Tây là ông Minh và ông Đam, đồng thời loại bỏ được hai Phó Thủ tướng là những người giúp việc đắc lực cho Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nghĩa là thực hiện được việc chặt tay chặt chân Thủ tướng Chính để tiến tới loại bỏ đối tượng chính trị này. Thủ tướng của Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, vẫn cùng một chính sách thanh trừng đối thủ, thông qua việc tập trung đánh vào người được bảo trợ hay đối tác làm ăn của họ. Đó là lý do vì sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian gần đây đã tập trung xoáy sâu vào nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một bị cáo đang bỏ trốn. Lâu nay, bà Nhàn vẫn được cho là có mối quan hệ trên mức tình cảm với ông Thủ tướng Việt Nam đương nhiệm Phạm Minh Chính. Nhất là vào thời điểm hiện nay, sau Hội nghị Trung ương 8, các cuộc đấu đá chính trị nội bộ của thượng tầng cao cấp rõ ràng đang diễn ra, khi cuộc chạy đua vào ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các vị trí quyền lực khác trong Đảng trước kỳ đại hội lần thứ 14 được đánh giá đang có chiều hướng tăng tốc. Câu chuyện ông Trọng muốn triệt hạ Thủ tướng Chính ra sao? Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo của Thời báo.de.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Truy cùng diệt tận Thủ tướng, Tổng trọng cẩn thận gậy ông đập lưng ông. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lấp vịnh Hạ Long phân lô bán nền và câu chuyện tham nhũng đất đai. Câu chuyện dự án xây dựng khu đô thị của công ty Đỗ Gia Capital, chủ đầu tư dự án ở thành phố Cẩm Phả với tổng diện tích gần 32 ha đang làm xôn xao dư luận cả nước. Dự án này bao gồm 451 căn biệt thự, nhà ở liền kề cùng với công trình thương mại dịch vụ hỗ trợ, trong đó có khách sạn cao 7 tầng. Trong diện tích của dự án này có 4 ha nằm trong vùng đệm của Vịnh Hạ Long. Bỏ qua vấn đề có vi phạm hay không vi phạm luật bảo vệ di sản hay luật bảo vệ môi trường của dự án. Vấn đề cho thấy rõ ràng nhất ở dự án tai tiếng này là việc đấu giá quyền sử dụng đất. Đây là một lỗ hổng rất lớn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân bắt tay với các quan chức nhà nước các cấp từ trung ương tới địa phương để mà tham nhũng. Dự án lấp vịnh Hạ Long của công ty Đỗ Gia ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Cụ thể, báo chí cho biết công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital được thành lập vào ngày 18 tháng 11 năm 2021. Nhưng ngay sau đó, đến ngày 30 tháng 12 năm 2021, thời điểm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, doanh nghiệp này mới chỉ được có 42 ngày tuổi. Vậy mà đã loại được tới 8 đối thủ nặng ký để chúng đấu giá khu đất nghìn tỷ này. Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên Môi trường và Thanh tra Chính phủ trong những năm gần đây, khẳng định tham nhũng đất đai là một trong những hình thức tham nhũng phổ biến nhất ở Việt Nam. Đó là tình trạng các giới chức các địa phương giao đất công cho tư nhân, thực hiện các dự án không đúng quy định để mà trục lợi. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khi tiếp xúc với cử tri ở Đà Nẵng vào hồi cuối tháng 4 năm 2023 đã công khai thừa nhận rằng tham nhũng tiêu cực trong chính sách đất đai thời gian qua diễn ra rất nhiều và phức tạp. Theo ông Võ Văn Thưởng, có nhiều quan chức, trong đó có cả các bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ở các tỉnh thành như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Thanh Hóa, v.v. đã bị kỷ luật truy tố về các vi phạm về đất đai trong thời gian vừa qua. Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 vào tháng 5 năm 2022, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng trong phát biểu khai mạc đã thừa nhận rằng nhiều người trong nước giàu lên nhờ đất, nhưng cũng có không ít người nghèo đi vì đất, thậm chí có người đi tù vì đất, mất cả tình nghĩa cha con, anh em, đồng chí cũng vì đất. Theo ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là nguồn lực to lớn của đất nước thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Người dân biểu tình chống cưỡng chế đất. Đất đai ở Việt Nam theo hiến pháp là thuộc sở hữu toàn dân nhưng do nhà nước thống nhất quản lý. Theo giới chuyên gia, đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tham nhũng đất đai mất kiểm soát lâu nay. Theo giáo sư Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây đã thừa nhận, sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam là một khái niệm chưa được định nghĩa rõ ràng. Chưa ai định nghĩa đất đai là sở hữu công cả. Nhà nước cứ tự nói là sở hữu công chứ có phải thế đâu. Theo giáo sư Võ thì phải đưa ra một cái định nghĩa về sở hữu công là như thế nào, bởi nó toàn là chữ toàn dân, nghĩa là có dân trong đó. Mà có dân ở đấy thì vai trò của người sử dụng đất được xác định như thế nào đây? Không phải ngẫu nhiên mà trong thời gian qua có tới 70% số vụ tố cáo khiếu nại thuộc về lĩnh vực đất đai. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong những năm gần đây có đến 98% đơn khiếu nại mà bộ này nhận được thuộc về lĩnh vực đất đai. Đội ngũ dân oan rất đông đảo từ Bắc đến Nam. Thực tế đã cho thấy những vụ khiếu nại đất đai kéo dài dai dẳng suốt nhiều chục năm qua, mấu chốt vì mức đền bù quá rẻ mạt. Đó là lý do nảy sinh các điểm nóng như Đồng Tâm, Thủ Thiêm, Dương Nội. Từ đó đã tạo ra một đội ngũ dân oan đông đảo mà nhà nước giải quyết không triệt để, gây phẫn nộ đối với nhân dân. Do đó, chuyện đòi Quốc hội phải bàn về luật đất đai sửa đổi theo hướng phải công nhận quyền tư hữu về đất đai là vấn đề cấp bách,
không chỉ để đảm bảo quyền lợi cho số đông dân chúng mà còn ngăn chặn lợi ích nhóm của các doanh nghiệp do các quan chức cấp cao chống lưng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d ngày hôm nay với bản tin Lấp Vịnh Hạ Long phân lô bán nền và câu chuyện tham nhũng đất đai. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.